Y bẻ cái con khác. Đây là nguyên một cái tảng hào nè, nó bám một cục đá nè. Đó, bây giờ mà mình khử ở đây. Đấy, thấy không? Bao Thấy cái nhiêu? tảng hào con nó rớt ra ba con. Đây á. Nhưng mà nó nhỏ quá. Này á, con hào. Những cái con nó nằm bên ngoài nè. Ây da, con này. Các bạn, mình là Sang, chào mừng mọi người đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang mời cô chú anh chị các bạn cùng với Sang đi xuống dưới kia lượm hàu về nấu cháo nha. Hàu tại bờ biển Hà Lan luôn mọi người ơi. Ê da, coi chừng té nè. Nhiều lắm luôn, nhanh lên, nước nó ngập rồi. Không có hàu, không có lượm được hàu bây giờ. Chồng Sang không cho bắt nhưng mà Sang cứ bắt về nấu cháo ăn. Chà, cái này mà không bắt thì uổng. Ấy, bé bé ơi, cẩn thận coi chừng té nha. Mon sẽ lấy một cái cục đá để đi đập hào á. Ý. Ê bé ơi, đi xuống đằng kia không? Xuống dưới đây. Xuống dưới đây nè. Hào nhiều lắm. Nhưng mà chỗ nước á, chỗ có hào nhiều á thì nước nó ngập lên thì kìa. Ý. Phải đi nhanh nhanh lên thôi. Hào nó dính đầy ở tảng đá này. Con hào này á rất là cực nè mọi người. Tại vì bắt nó về mình phải khử nó ra. Nhưng mà Sang á thì không biết khử hào, khui hào không biết luôn. Cho nên là Sang bỏ vô Sang luộc. Luộc á thì nó hết ngon rồi. Nếu mà ta khử được hào sống á thì nó ngon hơn. Chết mồ, nước nó ngập hết trơn rồi. Coi chừng không bắt được con hàu nào luôn á. Đi nãy giờ luôn nè. Trời ơi, những cái tảng đá này á, nước nó lên nhanh dễ sợ. Nhiều quá luôn. Mấy con này á, về á, luộc nó thì nó bung ra. Sau đó rồi mới lấy những cái con đó đi nấu cháo. Chết, nước nó ngập hết trên trơn rồi. Khử con này đi. Chết mồ. Ừ, nó bể ra luôn rồi. Bể mà con này nó rất là mập luôn nè. Quay cho mọi người xem nè. Nó bể ra mà nó mập luôn. Unu. Đấy. Đây á. Nhưng mà nó nhỏ quá. Này á, con hàu. Nước nó ngập quá. Đây, lượm những con nhỏ nhỏ thôi hả? Này. Con nhỏ này đâu ai thèm ăn đâu mà Sang đi lượm mấy con này, nước nó ngập lên tới trên đây rồi. Ê nhanh con ơi, nước nó lên rồi. Nước nó lên, hai má con mình bị nước nó ngập luôn. Trôi luôn. Không có đồ khui. Đây đừng con nữa. Mà nó nhỏ. Ở đằng kia hai mình đi, tí nữa mình tới kia mình mua. Mua về mình ăn. Hào đây đây không ai ăn. Không ai bắt. Trời ơi, có người ta đi tới kia người ta mua. Ê da. Ui ôi, khui ra rất là khó. Chắc đi lượm những cái con nó nằm bên ngoài nè. Ê da, con này. Đó, khử được rồi. Y bẻ cái con khác.
Con đi xuống nước luôn à? Ừ, dưới nước thì đầy hào á, nhưng mà không có bắt được con ơi. Đây, đây có mấy con luôn á. Được một con này, hai con này. Mấy con này? Ê, nó bể ra luôn rồi nè. Nước nó lên rất là nhanh. Trời ơi, dưới kia đầy hào mập luôn mà mình đi bắt mấy con nhỏ nhỏ này. Cái gì con? Sao? Sắp rớt rồi. Sắp rớt này hả? Anh nó kêu đập con này đi. Nhưng mà mama không đập được, cứng lắm. Hư rồi. Ừ, bể luôn rồi. Đấy, mập chưa? Alo. Ăn luôn nha. Chua không? Mặn quá nhưng mà nó béo. Thôi mà không ăn hào sống nữa đâu, sợ đau bụng. Cái này sang đang đi lượm hào các bạn, giống như là đi lượm ốc vậy đó, nhiều lắm. Mấy con nhỏ nhỏ này đây, coi chừng nha. Em bé ơi, bé bé ơi, con có muốn ăn cháo hào không? Em mang về, con không biết cháo hào á? Ông mang mang nấu cho mà ăn. Ê, coi chừng té đấy nha, đi xuống nước đó. Không có nhìn thấy đường là té đó. Té ở đây là bị sứt chân luôn. Hiểu không? Đấy. Những con nhỏ nhỏ này. Mấy con nhỏ nhỏ này ăn nó không có ngon mấy bằng mấy con mập đâu. Đấy. Đây. Đấy. Thấy nó không? Nhỏ thôi à. Nhỏ như vậy cô chú biết tại sao Sang lấy những con nhỏ không? Lấy con bự về nhà luộc nó lâu lắm, nó lâu lâu hé miệng ra, còn những con nhỏ này thì nó nhanh à. Ừ. Đấy. Lượm mấy con nhỏ nhỏ này. Con ngồi dưới nước rồi, coi chừng ướt cái quần á. Hôm nay trời đẹp quá ha con ha. Nước biển nó trong vắt à, cho nên mọi người sẽ nhìn thấy những cái tảng đá mà bao bọc hàu á, nó nằm ở dưới luôn đó mọi người. Những con nó bám chắc quá không lấy được. Con đi bắt ốc không? Ê bé ơi, có đi bắt ốc không? Coi chừng nước nó ướt da vỡ không? Thank you.
quay xuống dưới cho cô chú xem kìa. Quá chừng luôn á. Quá chừng ở dưới này luôn. Cái gì cơ? Quá chừng nè. Cô chú nó xem nước nó trong veo à. Mà nhìn thấy đầy hào ở dưới nè. Ê, con quay xuống dưới cho cô chú xem mặt nước kìa. Đó, cô chú xem á, nước trong veo luôn. Hào đầy ở dưới luôn á. Nhưng mà do Sang không có đi dậy ủng á, đâu có xuống đó được đâu. Ừ, con có chừng té đó con. Đi lên đi. Thì đầy luôn á, nhiều luôn á. Lấy cái đang kêu có nhiều ở đó, có nhiều ít quá mà không có bắt được. Không, có ít. Ướt á? Không. Con hàu ấy, đầy luôn. Con ít là con hàu đó. Ê bé ơi, tới đây. Tới đây con, quay đây nè. Quay đây. Đây. Mà mong đợi đập được cái tảng đá này ra nè. Cái tảng hào nè, đấy, thấy chưa? Đấy, thấy không? Hào nó bám nè. Đó. Cô chú có thấy không ta? Cô chú có nhìn thấy hào nó bám vào tảng đá này không ta? Đấy. Nhiều ha. Kêu mấy con về nấu cháo nè. Đây, đây nè. Đây là nguyên một cái tảng hào nè. Nó bám vào cục đá nè. Đó, bây giờ mà mong khử ở đây. Đấy, thấy không? Thấy cái tảng hào con nó rớt ra, ba con. Đó, phải tắt ra vầy về luộc nó nhanh. Đây nữa nè. Đây là những con nó nằm ở trên bờ, còn những con nó nằm ở dưới kia là con bự bự không á. Đây là cái hào mà người ta kéo vô trong bờ á. Đó. Đi bắt con nhỏ nhỏ thôi ạ, không dám bắt con to tại con to về luộc nó lâu lâu chín nữa cô chú ơi. Đi lên đây đi con ơi, ướt hết rồi. Nước nó lên nhanh nữa. Đây, đi lên đây chút. À, đây. Con này ha. Ừ, con này khó khui á nha. Ê, thôi không khui nữa. Đây con ơi. Chỗ này được không? Ừ, cứng đó. Có nhiều con nó bám vô nó rất là chắc. Đây nha. Đây. À, đây. Một cái rớt rồi. Ừ, một cái rớt rồi hả? Dạ. Nè. Đó. Đây, một cái rớt rồi. Đây. Đây. Cái này á? Dạ. Ờ. Cái này con nhỏ quá hả? Tôi nói con nhỏ thì con nhỏ. Ừ, nhỏ thì lấy con nhỏ. Đầy hào rốt cuộc đi bắt những cái con nhỏ chút chút à. Nhỏ chút chút. Đây. Đó. U, đừng nghịch con ơi. Những con này mà nó bám đầy hào con là thấy không? Cái này về luộc nó nghẹt cống. Ý, còn đây nữa nè. Ê, cái tảng đá này lấy được không ta? Cứng rồi. Cứng quá. Mà nói rồi. Ừ. Ở dưới kia tảng tảng hào nữa kìa. Nhiều quá là nhiều. Những cục đá nè. Thôi không bắt nữa. Bắt có chút xíu nữa được bằng này con rồi hả? Ngâm nước chút không cho nó sạch. Ê. Cho nước cho nó sạch.
đây. Mấy con này á mình phải ngâm nước nó mình mới ăn được. Cho nó sạch các con. Nhiều hàu quá mà nước nó lên nhanh quá không bắt được. Linh ơi, đây có một tảng này, được mấy con? Đó, con này mày, con nghĩ mong mong có khui được không? Khui được con này không? Nó bể nhỉ? Không được. Bỏ nước vô nặng quá. Đúng là mấy con hào đá nặng dình dịch đấy. Thôi bác dậy thôi ha. Ê bây giờ con nghĩ là ở đây có cua không? Đợt trước mà mong mới lích bắt cua ấy. Ê ốc quá chừng luôn nè. Có lượn ốc không? Để không? Ừ. Bắt mấy con về ăn mắm gừng không? Làm biếng quá. Bắt ốc nha. Con có ăn ốc không? Bê. Ăn ốc nhiều lắm luôn á. Nè. Quá chừng luôn nè. Ăn không? Ôi vậy là Sang á và con của mình á bắt được bằng này hào rồi về nấu cháo. Mọi người xem thành quả của hai mẹ con khi mà hai mẹ con nấu cháo ở nhà nha. Nấu cháo bỏ tỏi gấu vô á. Ok, vậy video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn mọi người luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.